gì? Trời ơi. Dạ. Em biết cái lưỡi câu đâu rồi? Mẹ, đẩy cáo mẹ. Không thấy vậy. Đập anh rớt dưới luôn rồi. Ủa vậy hả? Trời ơi. À, điện thoại nữa chứ trời. Chập lên là cái tổng rồi đó. Xảy cá rồi các bạn ơi. Công trình không cá bự nhất luôn. Thiệt vô dụng quá các bạn ơi. Quá quá ghê quá. Con quỷ nó còn dính lại được. Trời ơi, thiệt đau lòng quá. Như đây đủ ăn rồi cả nhà ơi. Mình về cả nhà ơi. Thôi, về được rồi. Mình ngưng clip đây cả nhà ơi. Thằng Đức Lữ. Hẹn lại các bạn ở clip câu cá suối lần sau nha. Hai các bạn ơi, hôm nay người ví cá với Mã Đô Ví TV lại tiếp tục series đi câu cá nha các bạn. Ở dưới đây là đường suối cá nha các bạn ơi. Ở đây là đường suối cá nha, giờ mình chuẩn bị mình câu dưới đây nha các bạn. Có kiến lửa rồi quá trời các bạn ơi. Giờ mình chuẩn bị câu cá nha các bạn ơi. Qua wow, bước vô ngay ổ kiến lửa các bạn ơi. Wow, đây là cái bể câu rất là đẹp nha các bạn. Bể câu này là quá VIP luôn. Đây cái này VIP lắm nha các bạn. Bên đây nữa nè. Đây 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 đây. Mà kiến lửa quá, bò mới đi vô đây kiến lửa quá các bạn ơi. Đây. Đây là suối cá nha các bạn. Giờ chuẩn bị thả câu thôi. Mã Đô Quý mới chuẩn bị cần câu nha các bạn. Giờ mình ra cần nha các nhà. Giờ ra cần nha. Toàn là tay câu lụa không á các bạn ơi. Ủa sớm anh có mua chì không vậy? Có chì không? Không, không mua chì à. Bây giờ mình cũng ra cần luôn các bạn ơi. Các bạn xem kênh nhớ đăng ký ủng hộ giúp người vi cá nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Hai các bạn, người vi cá chuẩn bị ghế luôn các bạn ơi. Mới mua hai cái cần câu đây các bạn ơi. Trải nghiệm câu cá nha các bạn. Gỡ hai đầu ra hả? Cái đầu nào? Đầu này nè chứ hả? Hả? Đầu này hả? Đâu, cái đầu nào? Đầu nhỏ. Đầu đầu nhỏ, đầu nhỏ. Đầu kia kìa, rút đầu kia. Không biết rút đầu cần câu nữa các bạn ơi. Đúng như vậy cái tự dính luôn hả? Ồ, có lý rồi ta. Ồ, các bạn ơi. Cây này cây này như ta 2m7 hả? 2m7 các bạn ơi. Cái này không biết chứ lúc quần người bạn quý lúc rành lắm. Chứ bạn ngự là không biết nha các bạn. Này là nhanh chính nè. Là nhanh chính câu luôn. Rồi còn cái này hai đứa mình đang gắn lại hả? Dạ chưa. Bóng vui mời quá. Mình có đam mê thì mình dẫn đi sâu đỉnh này nha anh em. Ồ, đây các bạn ơi. Cá suối nhiều quá. Câu cho vui thôi, không biết làm mồi. Câu bằng con tép luôn nha các bạn ơi. Câu bằng con tép luôn nha các bạn ơi. Móc thẳng vô luôn thôi quý. Sao móc ngang hả? Có dàn dấu lưỡi không? Cái đầu quả, dấu lưỡi chứ. Cắt đầu nữa hả? Ừ. Kìa. Phải để cái đầu luôn chứ. Để vậy.
Đây. Trời. Dạ. Trời bỏ xuống vậy luôn rồi. Đi cái nào lên ta? Đi cái nào lên đó Toàn? Bỏ đi cái nào lên hả? Đi cái nào lên? Ở đâu? Các bạn ơi, có một đàn bò đang gọi qua các bạn ơi. Này, lớn hả? Căng. Wow. Oh. Cá rô các bạn ơi. Oh, cá rô đẹp quá. Cả nhà ơi. Chín cá rô, dính cá rô. Cá rô còn tí xíu nữa xảy ra cả nhà ơi. Một cái mép không cả nhà ơi. Ôi, khai trương con đầu tiên nha cả nhà. Con đầu tiên luôn cả nhà ơi. Bạn Quý dính rồi. Bên nữa chưa có con nào hết. Thả cá dưới cho bạn ơi. Ây da. Đây các bạn ơi. Người vi cá còn yêu yên đây, cục mồi đây. Rồi lúc căng rồi. Rồi dính cái rô nữa các bạn ơi. Đây các bạn ơi, lúc càng. Wow, cá rô đồng. Bạn Quý này sao hay vậy ta? Lịch cá cả nhà ơi. Vậy mà cũng được hai con rồi đó nha các bạn. Đó, cái rổ đó kìa. Quay qua cái bạn Quý. Ồ. Ấy giời, cá giải các bạn ơi. Cá tơi hả? Đùng dướng các bạn ơi. Thằng Quý đang bị dướng cây rồi. Wow. Dướng cây. Wow. Đồ cái tơi trắng các bạn ơi. Kê cả nhà ơi. Cái tơi trắng. Kê cả nhà ơi. Dướng làm. Bị dướng luôn. Wow. Chẳng dính đi con té mà các bạn ơi. Ui, cá ăn các bạn ơi. Cá ăn. Wow. À cuối cùng dính được một con rồi các bạn ơi. Ngưỡng gì cá nó lên cá rồi các bạn ơi. À, dính được một con đây các bạn ơi. Con anh nhỏ hơn con em. Trời ơi, quá nhỏ các bạn ơi. Con anh nhỏ hơn rồi. Lùa bò về nữa đó. Nè, bòi. Wow, rớt cái điện thoại luôn các bạn ơi. Như cá lên con cá. ướt nhẹp luôn. Hai các bạn ơi, chuẩn bị móc mồi tiếp nha các bạn ơi. Đây là con tép nha. Mình để y con luôn. Tép này có trứng các bạn ơi. Con nó vậy cho bỏ cái đầu ra các bạn. Đó. Hai bạn Quý bỏ hết trơn à. Đây. Bỏ luôn cái đuôi luôn các bạn ơi. Wow. Sao mình móc nó không có theo đúng vị trí các bạn ơi. Đây. Này mà không dính cá rô phi ta.
cái rô đang quẩn đây rồi, khi nào vô. À, cái rô đang quẩn hả? Vô, vô, cá lồng kiến. Chính cá lồng kiến nè. Chà, đúng rồi, suối này có thể dính cá lồng kiến nha các bạn. Cái suối này là kính thôi các loại cá luôn các bạn. Ừ. Các nước ngọt là đủ các loại cá luôn, không có thiếu gì hết. Đây các bạn ơi, xong rồi nha. Thôi cũng vừa chia tắt, tao bá luôn rồi. Quan hả? Ê, nhiệt kìa. Còn nhiệt kìa. Đang đang rỉa xong cái ngưng luôn các bạn ơi. Ui. Rỉa xong rồi nó ngưng luôn các bạn ơi. Wow. Kỳ quá, kỳ quá. Đâu con mé cá này, con mé đâu có ăn ngoài đâu. Dạ. Con mé kiếm mồi nó có thể ở ngoài. À, đọc xong cái nó quay đầu vô vô trong kiếm mồi. À. Tập tính của con cá là như vậy. Cái ru vậy. Nó ăn rồi. Ôi. Ôi ơi. Chính nè các bạn ơi. À, bữa nay mình giết con to hơn các bạn ơi. Wow wow wow. Dính gốc rồi, dính gốc rồi. Con quý cũng bị dính nè, à, là nó dính trong dưới quanh đó. Ây da, các bạn ơi, dính rồi các bạn ơi. Đây các bạn ơi. Wow. Bạn quý đang bị dính gấp các bạn ơi. Bạn quý đang bị dính gấp các bạn ơi. Đây các bạn. Mời quá. Con này cho trọng trọng nha các bạn ơi. Rồi bạn quý đang lội xuống luôn rồi. Sao không? Con quý. Ây. Chính hả? Góc rồi, góc nặng rồi đó. À, chính góc hả? Ừ, nước dây, nước lưỡi luôn hả? Đâu? Ờ, nước lưỡi luôn rồi. Rồi. Dạ. Cái lưỡi câu đâu rồi? Mày, thấy cáo mày, cái gì? Gặp anh rớt dưới luôn rồi. Ủa vậy hả? Trời ơi. À, điện thoại nữa chứ trời. Gặp là anh làm cái tổng rồi đó. Xảy cá rồi các bạn ơi. Công trình không cá bự nhất luôn. Thiệt, vô dụng quá các bạn ơi. Quá quá ghê quá ghê. Cô quỷ nó còn dính rồi. Giờ mình chuẩn bị về thôi các bạn ơi. Đứt dép hết rồi.